Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Trương sẽ cập nhật nhanh những xe đang có mặt ở showroom bên mình là ô tô Xuyên Việt, tọa lạc ở số 46 đường GS4, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương, nằm ngay phía sau siêu thị Bixi Dĩ An các bạn. Nay đổi tên thành siêu thị Go á, nằm gần cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức, khu làng đại học á ha. Trương có lời cảm ơn đến các cô chú anh chị và các bạn luôn thời gian trước, thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ bên mình rất là nhiều ha. Mua bán rất là nhanh gọn. Hôm nay Trương sẽ cập nhật nhanh những xe đang có mặt ở showroom thôi ha. Đây là chiếc Mazda 3 2.0 2016 đăng ký 2017. Xe này chạy được 45.000 cây, mang biển số Sài Gòn, màu vàng cát, một chủ mua mới từ đầu luôn. Mới chạy có 45.000 cây, bản cao cấp nhất. Đây, xe này đang được chào bán với giá là 548 triệu ha. 548 triệu xe này đang spa chưa xong. Lên camera hành trình hết rồi. Bản cao cấp nhất. Mới lắm, xe này mới tinh nè. Ở nội thất cũng mới tinh, căng đét. Đây là chiếc Kia Rondo mới vừa về. Kia Rondo GAT 2017, màu trắng, biển Sài Gòn. Xe này thì đang được chào bán với giá là 518 triệu các bạn. Một xe 7 chỗ máy xăng ha, rộng rãi. Các bạn xem. Mới tinh nè. Xe này mới về bên mình cũng chưa dọn dẹp spa gì hết, nhưng mà cái xe rất là mới các bạn. Lên nhà vỏ Michelin rồi. Êm, đi cách âm rất là tốt. 518 triệu nha các bạn. Đó. Đi vòng tổng thể, bạn xem mấy xe này đa số về được bên mình chỉ cần rửa xe, hút bụi, đánh bát sơ một cái là có thể giao cho các bạn rồi. Rất là mới ha. Đây tiếp tục là chiếc Mazda 6 2015 đăng ký 2016, máy 2.0, màu đen, biển Đồng Nai. Xe này thì đang được chào bán với giá là 580 triệu các bạn. 580 triệu, lên nhà vỏ Michelin rồi. Mẫu xe phân khúc D ha. Chỉ có 500 mấy thì có thể sở hữu xe trên phân khúc D rồi. Mazda 6 đa số bên mình về là bán rất là nhanh. Anh chị rất là chuộng xe này. Xe lúc mua mới có tỷ bạc, giờ bán lại chỉ có 500 mấy thôi bạn. Giá rất là hợp lý ha. Nội thất căng đét à. Mới tinh. Đó, ghế điện rồi đầy đủ. Hai cái điện luôn nha, hai cái điện hàng trước luôn. Đó. Rồi, mình qua bên kia cho các bạn xem ha. Đây chiếc Kia Rondo số sàn 2018 đang đánh bát các bạn. Quay nhanh cho các bạn xem luôn. Xe này thì đang được chào bán với giá là 468 triệu ha. Đây, nội thất cũng còn mới tinh. Lên trần 5D hết rồi ha. Số sàn nha các bạn, số sàn 7 chỗ màu trắng luôn. Rất là phù hợp cho anh chị đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh. Chỉ có 468 triệu thôi. Sạch sẽ. Đây là Mazda 6 máy 2.5 2014, cuối 2014 ha. Một chủ mua mới luôn. Xe mới chạy có 6 mấy ngàn thôi. Đây, xe mới về bên mình cũng đang cho dọn dẹp spa sạch sẽ. Xe này bên mình đang chào bán với giá là 585 triệu các bạn. Đó, mới tinh nè. Mấy xe về chỉ cần vệ sinh, dọn dẹp, vệ sinh spa là có thể giao cho các bạn rồi. Rất là mới. Chủ xe đi rất là dữ. Đây tiếp theo là chiếc Kia Cerato số tự động 2017, máy 1.6 ha. Xe này cũng mới về nè. Xe này đang được chào bán với giá là 528 triệu các bạn. Máy 1.6 ha, chứ không phải là 2.0 đâu, cái này chủ xe người ta dán thôi. Đây là 2017, cuối 2017, mẫu 2018 luôn các bạn. Mẫu xe này 2018, đi carbon rất là nhiều. Đó, ghế mui nhỏ, lót sàn hết rồi ha. Xe này chủ xe cũng chơi carbon nhiều lắm á. Camera cặp lề. Đây, ốp carbon nè. Đó, carbon nè. Ốp carbon nè, vô lăng carbon nè. Đó, rất là đẹp. 528 triệu nha bạn. Kia Cerato 2017, mẫu 2018 luôn. Đó. Rồi mình vào showroom cho các bạn xem ha. Đây là chiếc Gentra, Daewoo Gentra đời 2010 số tự động. Màu đỏ.
Xe này thì 258 triệu bạn. Chứ 258 triệu thôi. Đó, có lên màn hình Android rồi, đầy đủ hết. Cũ số rồi nè. Có cửa sổ trời rồi ha. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Chạy cách âm độ tốt lắm á. Chỉ có 258 triệu thôi. Xe này nó cũng vừa về bên mình, cũng chưa spa dọn rửa gì hết trơn. Biển Sài Gòn luôn anh chị, Sài Gòn mua không tốn 20 triệu tiền biển nha. Vỏ nó cũng còn cao lắm. Mâm đúc luôn, vỏ cao nhông à. Đây chiếc Hyundai i10 số sàn bản đủ máy 1.2 2019 luôn. Xe này đang được chào bán giá cực kỳ tốt, 326 triệu bạn, 326 triệu 2019 luôn nha. Cho anh chị đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh được rất là tốt. Đây, lên ghế da thế rồi. Ghế da bọc trần 5D, camera hành trình. Nói chung là xe này đủ rồi. Có start top, có màn hình cam da đầy đủ hết. Đó, mình lấy về chỉ việc đi thôi, không cần trang bị thêm. 326 triệu nha anh chị. Đó. Mang biển số Tiền Giang, tất cả các xe khác tỉnh bên mình đều hỗ trợ rút gốc cho bạn hết nha. Nên về mặt biển số ở đâu các bạn khỏi quan tâm. Đây, tiếp theo là chiếc Honda Civic bản L Turbo 2018. Xe này một chủ mua mới từ đầu luôn, bảo hành, bảo dưỡng hãng đầy đủ hết. Đây là bản cao cấp nhất của Civic các bạn. Đó, mới lên dàn mâm nè. Lên dàn mâm SSM, dàn mâm thể thao, cùm Rambo, cùm off thôi, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Vỏ Michelin luôn ha, đi mâm 18 inch luôn. Nhìn rất là thể thao. Lên cản gió luôn. Đây là bản cao cấp nhất của 2018 thì nó có cửa sổ trời đó các bạn. Ghế điện, cửa sổ trời rồi đầy đủ hết. Có phanh tay điện tử, auto hold màn hình rồi, camera hành trình. Đó, có cửa sổ trời đó ha. Xe đời 2019 nó đã bị cắt mất cửa sổ trời đó các bạn. Bản L Turbo, máy 1.5, 170 mã, đi kèm hộp số CVT. Rất là mượt mà. Đó, tiết kiệm lắm. Xe Civic là có một cái thiết kế mà được đánh giá là một trong những thiết kế đẹp nhất của phân khúc xe. Đó. Có cản gió luôn ha. Nhìn thể thao năng động, cả biến trước sau luôn. Đó. Hoàn hảo, xe tất cả xe bên mình là các bạn lấy về chỉ việc đi thôi. Rất là đẹp. Rồi đây tiếp theo đây là chiếc Innova số sàn 2019. Xe này mới chạy có 20 mấy ngàn cây các bạn, 23 ngàn cây à. Màu ghi ha, màu ghi xe này gốc Sài Gòn. Anh chị Sài Gòn thì sang tên không tốn 20 triệu tiền biển. Đậu nó hơi sát chút các bạn thông cảm nha. Đây. Mới rất là mới ha. Xe lên cũng nhiều đồ. Bệ bước nè, màn hình Android nè. Ôi lắp cửa mất cực tiêu rồi. Ghế da. Cam da rồi cảm biến nó đầy đủ. Chặt quá. Nó bị lóc cửa nên mình không mở cửa cho các bạn xem được, thông cảm nha. Thì xe này người ta lên thêm cái smart key nữa các bạn. Lên độ đề start top luôn. Đề start top. Đây tiếp theo là Kia Sorento, máy dầu bản full 2017. Màu này là màu nâu các bạn. Biển số 60 Đồng Nai ha. Xe này chạy được 70.000 cây. Xe này bên mình đang chào bán với giá là 758 triệu. Đó, bản full option thì đèn thì đèn bi xenon, điều chỉnh tự động bật tắt, có đèn led ban ngày luôn, đánh theo góc lái và có rửa đèn pha luôn ha. Có 8 cảm biến trước sau. Xe này option rất là nhiều luôn các bạn. Có cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đó, hai ghế điện luôn ha. Hai ghế trước là hai ghế điện luôn. Màn hình cam da điều hòa hai vùng độc lập. Đó, cảm biến đầy đủ, cửa sổ trời toàn cảnh luôn nè. Đó. Sorento, máy dầu bản full. Đó. Ê, tiếp theo em là Cerato. Xe này cũng dần cọc và đang làm ngân hàng. Đây, tiếp theo là Mazda 3, máy 1.5, số tự động 2018.
Xe này đang được chào bán với giá là 598 triệu rồi. 598 triệu, màu trắng rất là đẹp ha. Màu trắng Mazda 3 này bên mình đang có hai xe, màu trắng 2018. 598 triệu rồi. Thế nên Mazda 3 này bên mình đang có 3 xe luôn. Đây tiếp theo là chiếc Kia Rondo bản GAT 2020. Xe chạy lướt luôn nè, màu. Cái màu này rất là độc nè, màu này là màu xanh đen. Đây là mẫu mới nhất bây giờ. Xe này cũng trang bị cũng khá là nhiều đồ á. Ôi cũng lóc cửa rồi. Đây camera 360 nè. Gương gặp chỉnh điện nữa hết. Xe này mình cũng có video chi tiết rồi. À, rất là mới bạn, xe mới chạy có lướt có hai mấy ngàn cây thôi. Giá đèn sáng lóa. Đây là bản mới nhất. Lên màn hình Android này, camera cặp lề, camera 360 rồi. Cái màu này đẹp lắm, cái màu này màu xanh đen. Màu xanh đen nhìn sang đó bạn. Ôi lóc cửa mất tiêu rồi. Không mở cho bạn xem được. Các bạn quan tâm xe này thì mở có video chi tiết mình có quay rồi ha. Các bạn mở nó xem cho mình nha. Ở đây tiếp theo đây là chiếc Toyota Innova bản Venturer 2018, đăng ký 2019. Màu đỏ biển Sài Gòn ha. Xe mang biển số rất là đẹp các bạn. 88080. Đẹp ha. Xe rất là mướt luôn, màu đỏ đẹp. Màu đỏ chỉ có Venturer mới có thôi như vậy. Màu đỏ zin theo xe. Đó, xe này là bản y như là bản nâng cấp của bản G số tự động vậy á. Ghế da đồ đầy đủ hết. Trần có màu luôn nè, trần có đèn trần. Có màn hình điều hòa hai vùng. Đó, số tự động ha. Xe này mình cũng có quay video chi tiết rồi. Các bạn quan tâm thì mở ra xem với mình nha. Xe đẹp lắm. Đó. Lật hẳn ghế lên luôn. Cái kính nó là kính cách dán phim cách nhiệt màu đen nè, nên mình mở cửa vào trong nó hơi tối, các bạn thông cảm nha. Nước sơn rất là đẹp các bạn. Xe này có bộ body á, nó đẹp lắm. Cảm biến đồ cam da đầy đủ ha. Đó, Venturer. Venturer là bản nâng cấp của bản G. Nó hơi chật, các bạn thông cảm xíu nha. Để xe nó hơi chật tí. Đây tiếp theo đây là chiếc Kia Rondo bản full option 2016 bản GATH các bạn. Màu này là màu đỏ đô biển Sài Gòn. Đó, có cam cặp lề hết ha. Đây nè, có lên cam cặp lề nữa. Lên cái, những cái bộ kit nhìn nó sáng cái xe lắm. Đây, bản full option này, đèn là đèn bi xenon, tự động bật tắt, đánh theo góc lái luôn, có rửa đèn pha và có led chạy ban ngày luôn. Ha, 8 cảm biến trước sau. Cam da rồi đầy đủ. Đây là màu đỏ mận các bạn, màu đỏ mận nhìn nó khá là sang trọng. Cái màu này thì nó không bị dính gọi là cái mác chạy dịch vụ các bạn. Đúng chuẩn xe gia đình luôn. Đây, xe này là ghế điện ha, ghế điện 10 hướng. Bản full option mới có bạn. Có cân bằng điện tử nè, eco. Đó, vô lăng thì 3 chế độ lái, điều hòa hai vùng độc lập, cửa sổ trời. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đó. Thấy chưa? Rất là xịn sò, nguyên một dàn nội thất da. Một kem, bốn cửa lên xuống auto chống kẹt. Đóng cửa nghe rất là chất ha. Xe này dàn nội thất rất là đẹp luôn. Mới tin nè. Đó. Rồi, các bạn quan tâm xe nào cứ liên hệ cho Trương ha. Tất cả xe bên mình từ 24 cho lên bên mình đều hỗ trợ góp. Ngân hàng hỗ trợ cho các bạn 70% giá trị xe. Đó, các bạn quan tâm xe này cứ liên hệ cho Trương ha, để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Rồi, các bạn muốn hỗ trợ về đường đi thì cứ alo cho mình, sẽ gửi vị trí và Zalo cho các bạn để dễ đi ha. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Các bạn kết xe nào cứ alo Trường qua số điện thoại 0972 60 8010. Mình sẽ hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, sẽ giúp cho bạn có một chiếc xe ưng ý nhất để sở hữu ha, giá tốt nhất luôn. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những xe mới nhất nha. Các bạn muốn xem nhiều xe hơn á, các bạn cứ vào YouTube gõ từ khóa xe cũ Sài Gòn, cái kênh của mình với lại video mới nhất nó xuất hiện đầu tiên. Các bạn vào đó xem với mình nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn xem video, bye bye.